Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay là thứ năm ngày 29 tháng 12, em xin lên vài món đồ xưa giao lưu đến cùng các anh chị và cô bác. Hôm qua là em không có like ha các anh chị, tại vấn đề là công việc gia đình. Đây, hôm nay em xin lên bù lại cho anh chị rất là nhiều món luôn. Đây, trước hết em xin lên cho các anh chị là một cái khay bông đào ha, một cái khay trà bông đào màu xanh ngọc rất là đẹp luôn ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn. Đây. Rất là đẹp ha các anh chị, tình trạng là lành đẹp 99%. Cái khay trà bông đào này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 850.000 bao ship các anh chị. Và cái khay này là nó rất là đẹp ha các anh chị, nhưng mà rất tiếc đồ này là chỉ là đồ cũ khoảng cỡ 5 2 năm ha, nó có sản xuất lại ha các anh chị. Đây, tại đồ có sao em sẽ báo như vậy, tránh là mua những cái món đồ như thế này rồi báo tình trạng là đồ xưa đồ cổ, đồ cũ là không đúng ha các anh chị. Đây, đồ này chỉ là đồ sản xuất lại thôi các anh chị, 850.000 chơi. Nói chung anh em mình chơi Tết rất là thú vị luôn các anh chị. Đây, không mắc ha. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một bộ trà Trung Quốc ha các anh chị. Đây, một bộ trà Trung Quốc này nguyên bộ ha, tình trạng của nó là lành đẹp. Đồ này là đồ bao cấp. Lẽ ra đúng luôn là 6 cái chung ha các anh chị, nhưng mà nhà ta bể 2 cái chung rồi, còn có nguyên bộ như thế này. Đây, em xin giao lưu đến các anh chị là một bộ trà. Đồ này là đồ Trung Quốc, đồ này là thập niên 1980-90, là những cái món đồ bao cấp ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn ha, cái này là có quai hết trơn ha các anh chị, dễ dàng ha. Đồ Trung Quốc, đây, bình trà Trung Quốc luôn. Đồ này phải 3-40 năm trên ha các anh chị. Đây, bộ trà này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 500.000 bao ship các anh chị ha, 500k bao ship. Bữa nay em xin phép được lên nhanh, tại bữa nay bán những cái món này là đa số là kiếm tiền ăn Tết thôi, bởi vì em xin lên nhanh ha các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là hai cái bắt ốc ha, em chỉ còn hai cái bắt ốc cuối cùng luôn. Đây, hai cái bắt ốc cuối cùng ha các anh chị. Cái một cái sơn thủy và một cái mai thọ. Còn hai cái này thôi, mấy cái kia em bán hết. Đây, cái này chiều cao là 15cm ha các anh chị, chiều cao là 15cm. Đường kính là 11,5cm ha các anh chị, chiều cao 15cm, đường kính là 11,5cm, tình trạng là cũng lành 99% ha các anh chị. Tại trong cái thố sơn thủy này nó có bị lỗi lò ha anh chị, bị lỗi lò đó. Đây, bị lỗi lò ha anh chị, bị lỗi lò. Nói chung có không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ, xài vẫn bình thường. Mình để trà, để chén nước hay là mình để mình nhổ chậu cũng rất bình thường các anh chị. Đồ này là chỉ là đồ tàu cũ thôi các anh chị. Đây, cặp bắt ốc này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 600.000 bao ship các anh chị ha, 600k thôi. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái này nặng cả 2kg ha các anh chị. Xin giao lưu đến các anh chị là một cái khay nước để bàn, cái này là đồ để bàn ông táo ha các anh chị. Thần tài thì 5 chung, còn cái ông táo thì 3 chung. Cái này Tết đó này chuẩn bị đưa ông táo về trời và rước ông táo về trời. Mình mua cái bộ này mình về là mình chân lấy lọc luôn hả anh chị. Đây, nguyên một bộ đồng rất là dày nặng hả anh chị. Nặng gần 2kg. Đây, bằng đồng hả anh chị. Đó, dày mo luôn, rất là đẹp luôn hả anh chị. Đó. Bộ này bộ chung bằng đồng, cái này là full đồng hết trơn, đồng đặc với đồng dày không ha các anh chị, chứ không có phải là đổ xi măng gì đâu ha. Đây, nguyên bộ này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 700.000 bao ship các anh chị ha, 700k bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cặp chén lái thiêu tích người ha các anh chị. Đây, xin giao lưu đến các anh chị là một cặp chén lái thiêu tích người ha. Đây, những cái chén lái thiêu mà có tích người như thế này rất là ít luôn ha các anh chị. Cái này là cậu bé ha, cậu bé ha. Đây, tình trạng của nó là lành đẹp khoảng cỡ 99% ha. Tại một chén có vết chân kim nè các anh chị, có mài vết chân kim nè ha. Chén lái thiêu có tích người ha các anh chị. Đây. Cái chén này có đường kính là 11cm ha các anh chị. Chén này đường kính là 11cm ha. Đây, cặp chén này em xin giao lưu với giá là 200.000 bao ship các anh chị ha, 200k. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái nậm, cái này là cái nhạo rượu ha các anh chị. Xin giao lưu các anh chị là một cái nhạo rượu Nhật ha. Đồ này đồ chuẩn xưa ha, 60 năm trên ha các anh chị. Nhạo rượu. Đây. Cái nhạo rượu này có chiều cao là 14cm ha các anh chị, chiều cao là 14cm luôn. Đây, đồ này đồ xưa ha các anh chị. Cái nhạo này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 500.000 bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái dĩa Hiệp Phát Sông Bé ha. Đây, cái dĩa này em mới vừa mua được ha.
Đây, xin giao lưu đến các anh chị là một cái dĩa Hiệp Phát Song Bé độ mini, tình trạng là đẹp 99% ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn ha. Đây. Cái dĩa thì cái mặt trước của nó thì không có cái gì nổi bật. Đây, nhưng phía sau nó đây ha các anh chị. Hiệp ký Song Bé ha. Cái này là thập niên 1972-75 ha các anh chị. Cái này rất là xưa luôn mà tình trạng là đẹp ha. Đây. Cái dĩa Hiệp Phát này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 400.000 bao ship các anh chị ha. Dĩa Hiệp Phát ha các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái đây, một cái bát cô tô thành ha các anh chị. Xin giao lưu đến các anh chị một cái bát Nhật cô tô thành, đồ này là đồ chuẩn cổ ha các anh chị. Đồ này là trên 100 năm ha. Cái bát này có đường kính là 11.5 cm, bát cô tô thành ha các anh chị. Đây, đồ này là đồ chuẩn cổ ha các anh chị. Đây. Đồ Nhật ha. Đây. Đồ này bèo lắm, cũng phải từ 80 năm trở lên ha các anh chị, nhưng em bao các anh chị chuẩn cổ ha. Đây. Thấu quang ha các anh chị, thấu quang rất là đẹp luôn. Đây. Đường 11.5. Em xin giao lưu đến các anh chị cái bát cô tô thành này với giá là 500.000 bao ship các anh chị ha, 500k bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái đây. Một cái hũ này là hũ trà hay là cái hũ sâm gì ha các anh chị. Tình trạng của nó là thiếu cái nắp ngăn ở trong bên trong ha. Đồ này là đồ tàu nha các anh chị. Thiếu cái nắp ngăn ở bên trong các anh chị. Đó. Hai cái lỗ tai còn nguyên, nói chung là tình trạng là lành đẹp, chỉ có thiếu cái nắp ngăn ở trong thôi. Tại vì thường thường những cái món này là phải có cái nắp ngăn ở trong ha các anh chị. Đây. Em xin đo kích thước và chiều cao ha anh chị. Đây. Cái hũ trà hay hũ sâm này có chiều cao là 14 cm, chiều cao là 14 cm. Và dòng bụng là 31 cm ha anh chị, dòng bụng là 31 cm đây. Cái lỗ tai còn nguyên ha, hai lỗ tai còn nguyên ha các anh chị. Đây, đồ này đồ chuẩn xưa. Đây, cái hũ này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 400.000 bao ship các anh chị ha, 400k bao ship. Tiếp đến xin giao lưu đến các anh chị là 6 cái dĩa lỡ ha. 6 cái dĩa lỡ gốm lái thiêu. Đồ này phải 60 năm trên ha các anh chị. Dĩa lỡ lái thiêu ha. Đây. Tức là Trúc Lâm Thất Hiền. Tình trạng là lành đẹp 99% ha các anh chị. Lành đẹp 99% luôn. Đây. 6 cái dĩa ha các anh chị. Sáu cái dĩa. Để em xin đo kích thước ha các anh chị. Dĩa này có đường kính là 13 cm ha các anh chị, 13 cm. Xin giao lưu sáu cái dĩa này với giá là 300.000 bao ship các anh chị ha, 300k bao ship cho cái sáu cái dĩa lá thiêu xưa, đường kính 13 cm. Cái dĩa này dĩa lỡ ha các anh chị, to thì không to mà nhỏ không nhỏ. Tiếp đến xin giao lưu đến các anh chị là một cái dĩa lá lặt ha. Đồ này đồ tàu phố chuẩn cổ, đồ này 300-400 năm ha, đồ lá lặt ha các anh chị. Mấy dĩa lá lặt rất là hút ha các anh chị. Ủa lộn, cái chén lá lặt em cứ lộn dĩa hoài, xin lỗi các anh chị. Đây, cái chén lá lặt này có đường kính là 12.5 cm ha các anh chị. Chén lá lặt đường kính là 12.5 cm. Đây. Lá lặt ha. Đây phía trong có dẻ luôn ha các anh chị. Phía trong có dẻ luôn. Tình trạng của nó bị vẩy ở đây rất là nhẹ, có nửa hạt gạo nha các anh chị. Nói chung tình trạng là lành đẹp 99%. Đồ này 300-400 năm ha anh chị, nhưng mà rất tiếc nó chỉ là đồ phố, chứ cái chén này mà lọt vô đồ ký kiểu là rất là cao, khoảng có nếu theo em thì khoảng 2-3 triệu ha. Đây, cái chén lá lặt này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 650.000 bao ship ha. Đường kính tới 12.5, 12.6 rồi ha các anh chị. Dĩa lá là chén lá lặt ha. Đây. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là đây. Một đống đồ luôn. Đây. Đây em xin lên cho các anh chị là đây. Ba cái bát sâm. Đây. Ba bát sâm và ba cái bát to ha. Cái bát sâm to. Đây. 6 món ha các anh chị, 6 món. Đồ này là đồ tàu, đồ này đồ giang tây Trung Quốc ha. Đây. 6 cái bát, ba cái bát sâm và ba cái bát to như vậy nè. Cái bát này có chiều cao là 6.5 và đường kính là 11.5 ha các anh chị. To hơn cái bát sâm này rất là nhiều ha. To hơn cái bát sâm này rất là nhiều luôn. Đây. Bây giờ em nói nôm na là ba cái chén to ha. Ba cái chén to, đường kính 11.5 và chiều cao 6.5. Và ba cái bát sâm này có tình trạng là nó vẫy vẫy nhẹ vậy nè các anh chị, bị vẫy vẫy nhẹ vậy nè. Đây, nhưng cái nắp này nó bị vẫy vẫy nhẹ vậy nè. Đó. Đây. Là một cái gồng ha các anh chị, một cái là tích gồng và hai cái là tích sơn thủy. Em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 500.000 bao ship ha. 500k bao ship. Đó. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái 6 cái chung tống ha các anh chị. 6 cái chung tống ha. Đồ này chỉ là đồ giang tây Trung Quốc thôi, nhưng mà 6 chung tống to.
Cái này là nhái là nhà Tống nha các anh chị. Kiểu dáng là nhà Tống và cái tích nó cũng tích Tống luôn. Đây. Không thấy đường, trời, viết mắc mờ quá. Đây. Đường kính là 6.5 các anh chị ơi. Đường kính cái chung này là 6.5 và chiều cao là 5.5 ha các anh chị. Chiều cao là 5.5. Đây, 6 cái chung này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 250.000 bao ship ha, 250k bao ship ha các anh chị. Chung to nha. Đường kính là 6.5 và chiều cao là 5.5 ha các anh chị. Đây. To ha. Tất cả đều vẽ tay hết chưa ha các anh chị. Ba nãy nhiêu ta? Hử? Nãy nói nhiêu? 300.000. 300.000 bao ship các anh chị. 300. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái chén nha. Ký kiểu ha các anh chị. Đồ này đồ ký kiểu ha. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cái chén ký kiểu chữ hỷ ha. Đồ này đồ ký kiểu ha các anh chị. Đây, đồ này đồ thành phố, thành phố. Nhưng mà cái này là bằng bằng sứ, bằng bằng kiểu ha các anh chị chứ không phải là cốt đắt bán sứ ha. Đây, tình trạng của nó là nó bị ra một mảnh mà chủ nhà dán lại xấu quá các anh chị ơi. Không có mắc mảnh nhưng mà chủ nhà dán lại xấu quá. Nhưng mà em cũng không có phải thẩm mỹ lại anh chị. Đây, giá cũng rất là dễ chơi luôn ha các anh chị. Cái chén này là chén ký kiểu, đường kính là 11.5 cm ha. 11.5 cm. Đây. Em xin giao lưu cái chén tàu phố tích là chén hỷ ha các anh chị. Với giá là 800.000 bao ship ha, 800k bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái bát tàu tiếp. Cái này là bát tàu tích là tiểu liễu ha các anh chị. Bát này là tích tiểu liễu, đường kính là đếm đo cái. Đường kính là 15.7 cm các anh chị ạ. Đường kính là 15.7 cm. Ở dưới đây là có hiệu đề. Đồ này là đồ Minh Phố chuẩn cổ ha. Tích là tiểu liễu. Tình trạng của nó